Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha thầy là người trồng nho. Nhành nào trong thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời thầy đã nói với các con. Các con ở trong thầy và thầy ở trong các con, cũng như nhành nho tự nó không thể sinh hoa trái nếu không dính liền với thân cây nho. Các con cũng vậy nếu không ở lại trong tình thương của thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong thầy và thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có thầy, các con không thể làm được việc gì. Ai không ở trong thầy thì bị vứt ra ngoài như nhành nho và sẽ bị khô héo. Người ta sẽ thu lại, quăng nó vào lò lửa cho cháy đi. Nếu các con ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều răn Cha thầy. Đây là điều làm Cha thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều hoa trái, và như thế các con trở nên môn đệ của thầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trước khi chia sẻ thì cho con hỏi hai người đọc bài đọc. Người đọc bài đọc thứ hai thì dễ rồi. Người đọc bài đọc một là cái bé này. Con sinh ra ở đây hay ở bên Việt Nam con? Were you born here or in Vietnam? À, con tưởng nó mà sinh ra ở đây thì con phải nói là con bái nó làm sư phụ, vì nó có khả năng ngôn ngữ, nó đọc tiếng Việt y chang như những đứa bé bên Việt Nam. Vậy khi con sang đây lúc mấy tuổi con? À, 9 tuổi, vậy thì con giỏi tiếng Việt rồi. Nhưng mà ngang qua con à, và con hôm nay con thấy nhà thờ này có rất nhiều bạn nhỏ nha. You are Vietnamese, ok? So you must know Vietnamese language. If you don't know, maybe when you go out, the people say, wow, your mom and the dad Vietnamese, but you don't know how to speak Vietnamese, so bad, right? So các cháu thiếu nhi nha, phải học tiếng Việt ha. I know that not easy at all for you guys. Bọn con thì nói tiếng Mỹ sẽ không có mất, nhưng mà bọn con cha sẽ sợ mất tiếng Việt, vì cha ít dâng lễ 4 giờ chiều, nhưng hôm nay cha thấy có rất nhiều cháu thiếu nhi, cho nên vì vậy nhớ, đừng có lose your Vietnamese, ok? Rồi lúc nãy trước khi lễ thì thường thường các dâng lễ mà những ngày lễ mà ít người, hay là những cái lễ đặc biệt mà không phải là lễ đông người ấy, thì con hay để ý. Con thấy mấy cháu đây bắt đầu đọc kinh thú nhận, thì con biết là có hai cháu không đấm ngực. Có một cháu thì thấy mọi người quay sang thấy bạn kia đấm ngực thì đấm được có cái thôi, còn một cháu thì cứ đứng yên. Cho nên nhiệm vụ của các cô giáo lý viên nha, trong bài tin mừng hôm nay nói: Thầy là cây nho, các anh em là cành. Cành nào kết hợp với cây thì mới có tồn tại, còn chặt một cái vứt ra ngoài thì nó có tồn tại không? Nó không còn nhựa sống. Vậy thì các anh chị em giáo lý viên cũng vậy. Các anh chị dạy cho các cháu kiến thức giáo lý không chưa đủ. Nó không phải là môn toán, không phải là môn lý, không phải là môn văn chương, mà anh chị phải transfer, phải chuyển giao cho các cháu cái đức tin. Mà chuyển giao cho các cháu đức tin đó là cái nhựa sống, thì là mình phải chuyển giao cho nó bằng cái lối sống của mình và bằng cách thực hành đức tin của mình. Chỉ vì một chi tiết nhỏ của hai em ngồi trên hàng ghế đầu này thì con mới phát hiện ra. Cho nên vì vậy con tha thiết quý ông bà anh chị em là những bậc phụ huynh, là những người lớn, và các anh chị em giáo lý viên, chúng ta không chỉ dạy cho các cháu về kiến thức về giáo lý nha, nhớ truyền cho các cháu đức tin. Tại vì cành nho mà không kết hợp với cây nho thì nó không có nhựa, mà không có nhựa, không có cái sức sống bên trong, thì vài bữa nữa lớn lên nó cũng sẽ không có sống đạo đến nơi đến chốn. Cho nên đây là một cái việc nhỏ, thì nhân bài tin mừng con mời gọi các anh chị em giáo lý viên chú ý thêm một chút. Và bài tin mừng con vừa công bố cho quý bà anh chị em, chúng ta thấy bây giờ này, chúng ta đi đạo Công giáo với các đạo khác, quý bà anh chị em biết đâu là cái điều căn bản làm cho chúng ta khác các tôn giáo khác không?
Con biết quý bà anh chị em có rất nhiều cách trả lời, mà thôi bây giờ con lấy một ví dụ cụ thể đi. Ở đây ai đã từng ăn phở và ăn bún bò rồi giơ tay con coi. Con giơ tay đầu tiên. Con từng ăn phở, từng ăn bún bò. Có ai ở trong nhà thờ này ăn bún bò với phở đấy? Ồ, mấy đứa bé nó cũng ăn, nó cũng giơ tay. Ai đã từng ăn phở và bún bò giơ tay con coi. Vậy là gần hết nhà thờ nhá. Rồi bây giờ con hỏi nè. Phở và bún bò nó đều được làm từ thịt bò đúng không? Thịt là mình lấy từ thịt bò. Rồi cái sợi của bún nó khác sợi của phở tí, nhưng mà cũng đều làm từ gạo mà thôi đúng không? Không thể làm từ lúa mì được. Vậy thì tại sao người ta lại gọi là phở mà người ta lại gọi là từ bún bò? Mà phở với bún bò là con thấy là đều làm từ lấy từ thịt bò ra, đều lấy từ phở ra. Vậy cái gì lý do nào mà người ta lại gọi là bún bò mà người ta gọi là phở? À, cô Hào cô bảo là cái vị. Thưa quý bà anh chị em, đúng rồi. Phở với bún bò đều làm từ những cái chính yếu, thành phần chính yếu của nó là bò, thịt bò và sợi gạo. Nhưng mà cái vị rồi sả vân vân rồi vân các cái nó khác nhau thì nó làm nên bún bò và phở. Vậy thì niềm tin của chúng ta cũng vậy. Bây giờ quý bà anh chị em sẽ nói là con nay đi nhà thờ, con đọc kinh, con đủ thứ. Vậy thì đâu là cái chính yếu làm nên niềm tin công giáo của quý bà và anh chị em? Cái gì? À không, niềm tin tôn giáo của chúng ta, chú Hiệp, bây giờ đổi sang rồi. Cái niềm tin công giáo của chúng ta nhé, không phải là sợi miến gà, bún bò hay là bún gạo nữa, mà bây giờ là cái niềm tin căn bản. Có rất nhiều thứ để làm nên bún bò, có rất nhiều thứ để làm nên phở. Vậy thì cũng có rất nhiều cái mà chúng ta gọi chúng ta là người công giáo, nhưng đâu là cái điểm chính nào? Các cái người khác họ cũng có đức tin chứ. Nhưng thưa quý bà anh chị em, bài tin mừng hôm nay này, con nhớ cho quý bà anh chị em một cái câu rất ngón này, rất ngắn này. Thầy là cây nho, anh em là cành. Cành nào mà lìa khỏi cây thì bị khô héo ngay. Vậy thì niềm tin tôn giáo, công giáo của chúng ta là chúng ta ở trong Thiên Chúa và để Thiên Chúa ở trong chúng ta. Bài tin mừng vừa giờ có từ câu 1 tới câu 8 và 9 lần lặp đi lặp lại cái động từ là ở lại trong Thầy. Vậy để chúng ta có thể có sức sống từ Thiên Chúa, cái chính yếu rất nhiều thành phần để làm nên phở, làm nên bún bò. Nhưng mà cái khác biệt làm nên hai cái đó là cái gì? Thì niềm tin công giáo của chúng ta cũng vậy, làm cho chúng ta khác với các tôn giáo khác. À, đương nhiên anh em tin lành cũng tin vào Chúa Giêsu chứ. Rồi các cái tôn giáo khác họ cũng tin vào Thượng Đế chứ. Nhưng mà với người công giáo của chúng ta ở lại trong tình thương của Chúa. Vì vậy tí nữa đây này, quý ông bà anh chị em rước thánh lễ, rước thánh thể, quý ông bà anh chị em ở lại trong Thiên Chúa và để Thiên Chúa ở lại trong quý ông bà và anh chị em. Cái đó là nền căn bản của niềm tin công giáo của chúng ta. Và khi chúng ta ở lại với Thiên Chúa thì chúng ta cũng sẽ ở lại với anh em của chúng ta. Đấy là cái kết quả để cho chúng ta biết là chúng ta ở lại trong Thiên Chúa thì chúng ta phải ở lại với anh chị em của chúng ta. Quý ông bà anh chị em bây giờ ở ai ở trong nhà thờ này đã tiêm vaccine 2 lần rồi, giơ tay con coi. Con là 2 lần rồi. Ồ, nhà thờ này nhiều quá rồi. Đương nhiên là các cháu dưới 16 tuổi đâu có cần tiêm vaccine đâu. Cho nên con giả thiết tất cả nhà thờ này chúng ta được gọi là không sợ virus nữa rồi đúng không? Nhưng mà chúng ta muốn liên đới với người khác, thưa quý bà anh chị em, để dẹp tan cái nạn dịch COVID-19 này. Chúng ta phải liên đới với người khác. Mấy tuần nay quý bà anh chị em biết nước nào nó bị nhiều người chết không? Ấn Độ, quý bà anh chị em chứng tỏ theo dõi tin tức. Cách đây 3-4 tuần, Mỹ chúng ta thì gọi là tử tế hơn các nước châu Âu. Các nước châu Âu nói rằng họ sẽ không có gọi là xuất khẩu cái vaccine ra các nước khác để làm gì? Mục đích của họ để làm nền kinh tế châu Âu mau trỗi dậy. Họ có liên đới giữa những người trong châu Âu với nhau mà họ không liên đới với những người ngoài châu Âu, đó là các nước nghèo thế giới thứ 3. Và bây giờ khi Ấn Độ khủng hoảng một cái thì cả thế giới mới nói chết rồi. Nếu mà mình không liên đới với người khác một cách tốt mà chỉ liên đới vì lợi ích của mình thì nguy to. Tại vì bây giờ bằng chứng chỉ cần ở một cái nước nào đó thôi, một đứa nó vẫn còn virus, nó đem sang đây là chúng ta vẫn bị đúng không? Cho nên nếu chúng ta kết hợp với Chúa Giêsu là cây nho, là cành nho để chúng ta tăng trưởng về đời sống thiêng liêng, thì cái kết quả là chúng ta kết hợp với những người khác, thì chúng ta liên đới với những người khác để cho cái kết quả đấy là kết quả tốt. Mà để kết quả tốt thì phải liên đới trong yêu thương, chứ đừng liên đới trong ích kỷ. Và vì vậy nếu nước Mỹ chúng ta có thể phục hồi kinh tế nhưng mà nước khác nó vẫn cứ trì trệ thì chúng ta cũng chết.
Vì vậy đấy là về phương diện xã hội, chúng ta phải liên đới và mở ra về cái lợi ích chung. Nhưng thôi, cái liên đới đấy thì không cần. Bây giờ con mở lại quyên bản cho em liên đới với những người thân trong gia đình và những người mà chúng ta liên đới trực tiếp hàng ngày. À, ở đây là con biết người Việt Nam chúng ta đi làm neo nhiều. À, bây giờ con hỏi này, nếu cái móng tay của chúng ta nó dài thì chúng ta cắt mỗi cái móng tay hay cắt cả ngón tay luôn? Cắt mỗi cái móng tay đúng không? Vậy thì cái liên đới với anh chị em, những người thân trong nhà hay bà con lối xóm của chúng ta cũng vậy. Họ bực tức với chúng ta hay chúng ta giận hờn với họ, chúng ta cắt đứt mối liên hệ là làm sao? Chúng ta chỉ phải chỉ cắt những cái gì là nó dài, những cái móng tay chúng ta chỉ cắt móng tay thôi, không cắt ngón tay. Vậy thì khi liên đới với anh chị em của chúng ta cũng vậy, khi họ bực tức chúng ta chỉ cắt những cái gì là bực tức, những cái gì là không tốt, chứ đừng cắt đứt cái mối dây liên hệ. Mà để không cắt đứt mối dây liên hệ thì thưa quý bà anh chị em, chúng ta bỏ cái tôi của chúng ta đi, bỏ cái tôi của chúng ta đi, để chúng ta không bị cắt đứt mối liên hệ với những người thân yêu của chúng ta. Nó hơi nói cà khịa một tí, rồi nó hơi ích kỷ một tí, nó thế nọ kia là nghỉ chơi, gọi điện thoại không thèm bắt, nhắn tin không thèm trả lời. Tại sao chúng ta dở vậy? Họ chỉ vì sai lỗi của họ hay họ thế nọ thế kia mà chúng ta cắt đứt cái mối dây liên hệ với họ làm sao? Đi móng tay dài mà họ còn không cắt ngón tay. Tại sao anh chị em, những người thân yêu của chúng ta có chuyện nọ với chuyện kia, chúng ta cắt cả mối cái dây liên hệ là làm sao? Rồi đối với những người thân trong gia đình, thưa quý bà anh chị em, hôm nay con nhìn thấy có nhiều bạn trẻ đây, cho nên con nhất là các bạn trai ha. Cha dặn có một cái anh chàng kia, khi anh đi về, anh bước vào nhà sau tối thứ sáu anh đi chơi bố về, anh vào anh ngồi, ba cho con ngồi xuống đây con nói chuyện với ba nghiêm túc một cái. Thế ông bố bảo con nói chuyện gì mà mặt căng thẳng vậy, ba ngồi xuống. À, má ngồi xuống. Thế là ba má của cái anh chàng ấy ngồi xuống ghế, anh pha trà cho ba má uống xong, anh nói ba con muốn lấy vợ, con muốn dẫn người bạn yêu con về để ra mắt ba má. Thế ông bố, mày xin lỗi ngay. Thằng bé chưa biết gì, mới 25-26 tuổi mới nói thưa ba con muốn lấy vợ một cái. Ba bảo mày xin lỗi ngay. Thằng cu bảo chứ thứ ba con làm sao mà xin lỗi. Xin lỗi ngay. Cũng bảo thì ít nhất thì ba phải cho con biết cái lý do con sai ở chỗ nào để con xin lỗi chứ. Mày xin lỗi ngay. Nó bảo sao hôm nay ba buồn cười, về sao ba căng thẳng thế, có khi nào ba căng thẳng vậy đâu. Mày xin lỗi ngay. Thế thằng boy, dạ thưa ba con xin lỗi. Thế mọi người biết ông bố nói sao? Ông bố bảo bây giờ mày lấy vợ được rồi. Thế thằng con bảo ủa sao lại ba bảo con bây giờ lấy vợ được làm sao? Mày chuẩn bị tiến vào đời sống hôn nhân, không cần biết sai hay đúng, muốn lấy vợ là phải xin lỗi, không cần biết đúng sai, cứ phải xin lỗi. Trong đời sống hôn nhân cũng vậy, thưa quý bà anh chị em, nhất là các ông, không cần biết đúng sai, vợ bảo sao thì mình cứ nghe vậy và cứ xin lỗi, thì cái mối dây liên kết giữa gia đình và vợ chồng nó không có đổ bể. Đấy là cái kinh nghiệm mà con không biết cái câu chuyện đấy, con soạn bài chia sẻ hôm nay không biết có đúng không, nhưng mà chắc là các ông kinh nghiệm hơn con. Chú Hiệp với chú Hóa đứng dưới kia thấy có đúng không? À, cái anh đấy nói chính xác. Vậy tại sao vỗ tay mừng anh này cái đi cái nhỉ? Ồ, con thấy các ông vỗ tay to hơn các ông, chứng tỏ các ông đau thương quá phải không? Và có một cái chuyện như thế này, có một cái anh chàng kia, anh đến anh hỏi một giáo sư. Thưa giáo sư, làm thế nào để biết là phân biệt đúng sai? Thế là ông giáo sư nói như thế này: khi ngươi nói đúng mà cái người đứng đối diện nói chuyện với ngươi bảo đúng thì người đó là bạn của ngươi. Rồi khi ngươi nói sai mà người đó bảo ngươi sai thì người đó là thầy của ngươi. Còn khi ngươi nói sai mà nó bảo sai thì người đó làm thầy của ngươi. Còn khi ngươi biết chắc chắn 100% đó là đúng mà nó bảo sai mà ngươi vẫn phải nói là sai thì người đó là ai? Các ông biết không? Các ông nghe rõ con kể chưa nè? Khi một thằng thanh niên nó đến hỏi một ông giáo sư về sự khôn ngoan trong cuộc đời, thế là ông giáo sư bảo với chứ: khi một người nói đúng, ngươi nói đúng mà nó bảo đúng thì người đó là bạn của ngươi. Còn khi ngươi nói sai và người đó đồng ý với ngươi là ngươi sai thì người đó làm thầy của ngươi. Còn khi ngươi nói đúng mà người đó bảo sai và ngươi phải đồng ý là sai thì người đó là ai của ngươi?
Không phải kẻ thù đâu. Người đó là vợ. Người đó là vợ. Cho nên để trong đời sống hôn nhân, trong đời sống gia đình, chúng ta có thể sinh hoa trái yêu thương. Con nói như thế không có nghĩa là lên án các bà, nói xấu các bà. Nhưng mà Thiên Chúa dựng nên người nam chúng ta có một cái lý trí đúng sai. Còn các bà thương con, thương mẹ, thương chồng, thương bố bằng cái trái tim. Và vì vậy để có thể kết hợp nhau trong đời sống gia đình, quý ông bà anh chị em phải biết sự khác biệt giữa người nam và người nữ. Nếu ai đọc ở tiếng Anh ở đây thì có cái cuốn sách của ông Stephen Covey. Cuốn sách là Nam đến từ sao Hỏa, nữ đến từ sao Venus. Nếu quý ông bà anh chị em muốn đọc thì con cho cái cuốn mượn, con gửi cho cái đường link Amazon để đọc cái cuốn sách đó, rất hay. Để trong đời sống gia đình quý ông bà anh chị em chúng ta biết được sự khác biệt giữa nam và nữ, và chúng ta kết hợp với nhau để xây dựng cái gia đình hạnh phúc. Và vì vậy hôm nay Chúa Giêsu nói thầy là cây nho, anh em là cành. Cành nào mà lìa khỏi cây thì sẽ bị khô héo ngay. Và chúng ta để có thể sinh hoa trái được thì chúng ta phải kết hợp với Chúa trong đời sống thường ngày của chúng ta, nhất là đi tham dự thánh lễ. Và cũng vậy, khi chúng ta kết hợp với Chúa rồi trổ sinh hoa trái với Thiên Chúa thì ngay lập tức chúng ta trổ sinh hoa trái với anh chị em của chúng ta bằng lối sống yêu thương, nhường nhịn, bỏ đi. Và trong nhà thờ này con mời các ông cho các bà luôn luôn đúng là được nha. Chính trong tâm tình đó con mời quý ông bà anh chị em chúng ta đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.